chiều các bạn, chúng ta sẽ đến với cái khóa là phương pháp xử lý nhanh nghị luận xã hội. Và trong buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các bạn tiết đầu tiên. Cô hy vọng rằng là sau 3 cái tiết học này ấy, cái nỗi sợ về nghị luận xã hội của các bạn nó sẽ bị đánh bay. Và cái thứ hai nữa là sau khi học xong cái khóa mặc dù là miễn phí và cấp tốc như thế này, nhưng bạn sẽ có được một cho mình cái cách hình thành cái đoạn văn nghị luận xã hội. Thứ nhất là nó logic mạch lạc. Thứ hai là nó đủ cho người ta sự thuyết phục. Bởi vì nghị luận xã hội ấy, các bạn trước tiên ấy, là các bạn cần phải hiểu nghị luận xã hội là gì. Nghị luận có nghĩa là đưa ra quan điểm, đưa ra ý kiến của mình về một vấn đề của xã hội. Mà vấn đề của xã hội ấy, thì cần phải có cái sự thuyết phục, phải có tính thời sự. Đấy, phải thể hiện được cái quan điểm của mình. Nghị luận là trình bày quan điểm, trình bày ý kiến. Mà đã là quan điểm, đã là ý kiến ấy, thì cái đó nó phải mang về cái màu sắc riêng, phải mang về cái văn phong và cái quan điểm riêng của mình. Cái thứ hai là vấn đề của xã hội, đã là xã hội ấy, thì nó phải có tính thời sự, nó phải có tính cập nhật và nó phải có sự logic. Đấy, đấy là về nghị luận xã hội. Nghị luận xã hội nó khác với nghị luận văn học như thế nào? Nghị luận văn học có nghĩa rằng là đưa ra cái sự phân tích và cái cảm nhận của bạn về một vấn đề của văn học. Ví dụ như hình tượng người đàn bà hàng chài chẳng hạn, thì nó phải theo cái khuôn khổ của một tác phẩm văn học đấy, và nó có được cái cảm xúc riêng của bạn. Nhưng nghị luận xã hội ấy, là về một vấn đề xã hội. Vấn đề xã hội đây thì khi đưa ra quan điểm thì không thể nào là mình có cảm xúc vào đây được, mình phải thể hiện được cái quan điểm của mình. Đấy, đấy chính là nghị luận xã hội. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tiết học đầu tiên. Đó chính là định hướng cấu trúc đoạn văn nghị luận xã hội. Trước tiên bạn phải hiểu thế nào là đoạn văn và thế nào là một bài văn thu nhỏ. Thực ra tại sao cô lại chọn cái vấn đề này đầu tiên để nói về cái tác phẩm, để nói về cái vấn đề này? Bởi vì bây giờ ấy, các bạn vẫn rất nhiều người nhầm thế nào là một đoạn văn và thế nào là một bài văn. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi 5 phút để nói lại cái vấn đề này một chút. Bài văn ấy là nó đầy đủ các phần. Phần thứ nhất là phần mở bài, phần thứ hai là phần thân bài và phần thứ ba là phần kết bài. Và các bạn đang học ở trên chương trình ấy, đó chính là gì? Các bạn đang học ấy, nhiều bạn học theo cấu trúc đó chính là gì? Sao lại nói là cô lề mề quá? Cô lên rồi, lên lâu rồi các bạn không xem đâu, các bạn bảo là cô lề mề quá. Thế nào? Đó, bây giờ nếu như các bạn nhìn giúp cô vào cái cột bên trái này. Nếu như mà các bạn đang viết như thế này, có nghĩa rằng là các bạn đang viết theo cấu trúc của một bài văn thu nhỏ. Nếu như mà các bạn có mở đoạn là nêu yêu cầu vấn đề nghị luận, xong phần thân đoạn ấy, các bạn trình bày đúng theo. Thứ nhất là giải thích, sau đó bàn luận, sau đó chứng minh, sau đó phản đề, sau đó bài học nhận thức và cuối cùng là kết đoạn. Là các bạn đang theo cấu trúc của bài văn thu nhỏ. Một số bạn sẽ nói rằng là cô ơi, đáp án của bộ chấm như thế. Thì bạn sẽ hôm nay, ngay sau buổi học ngày hôm nay, bạn hãy đi tìm lại cấu trúc của đề thi năm 2010, 11, 12, cái phần nghị luận xã hội ấy, và bạn xem chấm điểm của bộ năm 2018, 19, 20, 21, bạn sẽ nhận ra cái sự khác biệt của nó. Và cô sẽ không tranh cãi với bạn vấn đề này nhiều. Thế nhá, cô sẽ không tranh cãi bạn vấn đề này nhiều là cô ơi, đáp án của bộ người ta chấm như thế, người ta có ba gem như thế, thì bạn xem lại giúp cô cái ba gem chấm điểm của bộ năm 2010, 11 và 12 và đáp án của bộ năm 2018, 19, 20, thì bạn sẽ nhận ra sự rõ ràng, sự khác biệt rõ ràng. Đó chính là cái đề thi trước đây á, những năm mà cô thi ấy, đó chính là nó sẽ có phần giải thích, phần bàn luận và phần bài học nhận thức. Đấy, đấy là cấu trúc bài văn thu nhỏ. Còn bây giờ ấy, người ta chỉ cho bạn một cái đoạn bé bé như thế này này, là người ta đưa ra các ý, trong đó có khoảng 4 hay 5 ý gì đấy, người ta liệt kê ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là bây giờ ấy, các bạn chỉ cần làm rõ cho người ta những cái ý mà người ta gạch trong ba gem chấm điểm của bộ, miễn làm sao cái cấu trúc, cái hình thức mà bạn trình bày á, nó rõ ràng được quan điểm này, không mắc lỗi chính tả này, có sự sáng tạo này, rõ ràng này, đó, và đi thẳng vào vấn đề, trọng tâm vấn đề. Thì lúc đấy là bạn đã làm đúng được cấu trúc của đoạn văn rồi đấy. Tại sao lại như thế? Tại sao lại có cái sự khác biệt giữa cái ba gem chấm điểm của những năm trước đây và những năm bây giờ?
Những năm trước đây ấy là người ta cho các bạn một bài văn 600 chữ. Đấy, một bài văn ngắn 600 chữ. Mà đã là bài văn ấy thì sẽ phải có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. Và thân đoạn ấy là có giải thích, bàn luận và nêu bài học nhận thức. Đấy là cấu trúc của một bài văn ngắn 600 chữ. Còn bây giờ là đoạn văn, là người ta chỉ yêu cầu bạn làm rõ cho người ta, làm sao viết hay cho người ta, viết mạch lạc cho người ta, viết rõ ràng cho người ta những cái ý mà người ta nêu ở trong ba dân chấn điểm bộ đấy. Hiểu chưa? Thế nhá, cái này thì thôi không có tranh luận cái phần này nữa. Cái đấy là các bạn tự về tham khảo và các bạn tự về nghiên cứu thêm. Ở đây cô chỉ định hướng cho bạn là các bạn nếu như viết theo mở đoạn, thân đoạn bao gồm giải thích, bàn luận, chứng minh phản đề, bài học nhận thức và cuối cùng là bạn kết đoạn là các bạn đang viết theo cấu trúc của một bài văn thu nhỏ. Bây giờ cô sẽ nói rõ hơn về đoạn văn. Vậy bây giờ có nghĩa là em làm như thế là em sai đúng không? Thế bây giờ em phải làm như thế nào để cho đúng? Bây giờ cô sẽ nói cho bạn về cái đoạn văn. Đoạn văn có nghĩa là gì? Đoạn văn có nghĩa là làm rõ cái khía cạnh, cái bình diện, cái yếu tố mà người ta cần các bạn làm rõ. Ví dụ như trong đề thi năm 2020, người ta hỏi các bạn đó chính là sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh đề thi minh họa, người ta cho bạn đó chính là gì? Đấy, sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn. Thực ra ấy, nếu như mà đấy, nếu như mà viết theo một bài văn thu nhỏ thì bạn sẽ làm rõ như cái phần bên trái đây. Còn cái điều bạn lưu ý cho cô là đoạn văn là người ta yêu cầu mình làm rõ một khía cạnh, một ý nhỏ, đấy, một bình diện của vấn đề. Vậy xác định giúp cô trong cái ví dụ mà người ta đưa ấy, đâu là vấn đề và đâu là khía cạnh ý nhỏ mà chúng ta cần phải làm rõ. Các bạn nhìn này, trong đây chính là cái đề minh họa. Đề minh họa người ta hỏi bạn là sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn. Vậy vấn đề đó chính là gì? Vấn đề đó chính là tình người. Đấy, vấn đề mà các bạn đi lập luận, các bạn đi bàn luận ở đây đó chính là tình người. Đấy, tình người. Còn cái khía cạnh cần làm rõ đây chính là sức mạnh của cái tình người đấy. Có nghĩa là sức mạnh của tình người đã mang đến cho con người điều gì? Đúng nào? Đấy, sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn đã mang đến, đã giúp ích, đã làm cho con người có được cái gì? Đấy, nếu như nào? Vậy vấn đề ở đây đó chính là tình người. Còn cái khía cạnh cần làm rõ là cái sức mạnh của nó. Đấy, có nghĩa là ví dụ như sau. Ví dụ như bạn Ngọc Xuân chẳng hạn. Ví dụ như bạn Ngọc Xuân, bây giờ các bạn miêu tả bạn Ngọc Xuân hoặc là các bạn bình luận về cái việc học của bạn Xuân. Đấy, thì có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là ấy, việc học của bạn Xuân là vấn đề. Nhưng mà cái khía cạnh của cái đề nó làm rõ đó chính là cái sự chăm chỉ của bạn Xuân. Đấy, ví dụ bây giờ cô đưa ra một cái đề như sau, đó chính là nghị luận, ví dụ như này nhá, bàn luận đấy, nêu anh chị ấy suy nghĩ về việc học của bạn Ngọc Xuân. Thì đấy là vấn đề đó chính là việc học. Nhưng mà bây giờ đoạn văn ấy là người ta hỏi đó chính là suy nghĩ của anh chị về cái sự chăm chỉ trong việc học của Ngọc Xuân. Đấy, vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là cái sự chăm chỉ ấy nó là một khía cạnh trong việc học của Ngọc Xuân. Xong chưa ạ? Xong chưa? Xong chưa các bạn? Xong chưa các bạn? Vậy các bạn hiểu thế nào là vấn đề và thế nào là một khía cạnh, một ý nhỏ, một bình diện chưa? Thế nhá. Đấy. Xong chưa nhỉ? Xong chưa? Thế nhá, vậy là các bạn đã hiểu được thế nào là vấn đề và thế nào là một khía cạnh cần làm rõ của một vấn đề. Xong nhá, giờ cô sẽ không bàn luận thêm cái đấy nữa nhá. Bây giờ đến cái ví dụ thứ hai để cho bạn rõ ràng hơn, đó chính là gì? Suy nghĩ về hành động nhỏ làm nên người anh hùng giữa đời thường. Vậy bây giờ có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là để làm nên người anh hùng giữa đời thường ấy, là mình có rất nhiều yếu tố, rất nhiều khía cạnh có thể làm nên một người anh hùng giữa đời thường. Có thể là nhiều tiền này, có thể là sức mạnh này, có thể là quan điểm này, có thể là việc bảo vệ người người đi đường này, đấy, bảo vệ trẻ em này, rồi
Rất là nhiều thứ để có thể tạo lên một người anh hùng giữa đời thường. Nhưng ở đây người ta không hỏi về sức mạnh, người ta không hỏi về tiếng nói, người ta không hỏi là cái độ giàu của anh như thế nào, người ta không hỏi về cái việc là anh ấy đã quan điểm ra sao, đã tư duy thế nào, đã suy nghĩ kiểu gì giữa cái đời thường này để trở thành một người anh hùng, mà người ta hỏi về một cái khía cạnh, một cái bình diện cụ thể đây, đó chính là hành động nhỏ. Đấy, hành động thì có nhiều hành động lắm. Hành động mạnh mẽ này, hành động to lớn này, hành động nhỏ bé này, rồi hành động quyết liệt này, rồi hành động ABC Z. Nhưng người ta không hỏi nhiều, người ta không hỏi cái vấn đề là hành động, mà người ta hỏi vấn đề là hành động nhỏ thôi. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là đoạn văn của bạn ấy nó chỉ đủ sức để truyền tải một cái khía cạnh, một cái bình diện, một cái ý nhỏ của cái vấn đề đấy thôi. Xong chưa nào? Đấy, vậy thế nhá. Vậy là các bạn cũng đã hiểu được thế nào là một đoạn văn, thế nào là bình diện của một vấn đề để các bạn có thể đi triển khai một cách dễ dàng. Đó, vậy là các bạn đã phân biệt được thế nào là bài văn thu nhỏ và thế nào là một đoạn văn. Bây giờ đối với đoạn văn 200 chữ ấy thì cần phải xử lý ra sao? Đoạn văn 200 chữ là nó tương đương thực ra ấy, thực chất đấy. Đối với cái chữ bình thường ấy thì đoạn văn 200 chữ giờ các bạn tính đi, một cái dòng viết của bạn ấy nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10 đến 12 chữ. Đấy, nếu như chữ bạn nào to thì nó rơi khoảng tầm 10, còn chữ bạn nào nhỏ nó rơi khoảng tầm 12. Đấy, rơi khoảng 12 giờ các bạn tính đi. Vậy suy ra 200 chữ nó rơi khoảng tầm bao nhiêu dòng ạ? À? Nó rơi vào khoảng tầm gọi là 18 dòng. Đúng không? 18 dòng. Đấy, vậy suy ra rằng là một đoạn văn khoảng 200 chữ thì sẽ rơi vào khoảng tầm 18 dòng. Tuy nhiên nếu như là 18 dòng thì nó quá ngắn để có thể triển khai cái vấn đề của các bạn. Vậy thì người ta không nói là đúng 200 chữ mà người ta nói là khoảng. Vậy thì các bạn có thể dao động hơn một chút để trình bày cái quan điểm nó được nhiều hơn, để trình bày cái ý hiểu của mình, cái bài viết của mình nó có thể sâu sắc hơn. Vậy suy ra một đoạn văn khoảng 200 chữ, các bạn có thể xi nhê nó rơi khoảng tầm 20 đến 22 dòng trang giấy thi. Thậm chí các bạn có thể kéo dài được 2 phần 3 trang giấy thi. Thế nhá. Vậy thì ở đây cô cũng phải mở ngoặc luôn. Nhiều giáo viên khó tính và nhiều giáo viên họ lấy quy chuẩn là 200 chữ thì họ vẫn cho rằng 2 phần 3 trang giấy thi là quá dài, là vẫn dài. Đấy, bây giờ mình sẽ tính cái độ trung bình thôi. Tuy nhiên không phải là các bạn viết 2 phần 3 trang giấy thi là người ta sẽ trừ điểm các bạn. Đấy, tuy nhiên nếu như mà các bạn viết một trang thì nó đã hơi dài rồi đấy. Vậy các bạn cần phải cân nhắc là 2 phần 3 trang giấy thi nó rơi vào khoảng tầm 20 đến 22 dòng là đẹp nhất. Còn kéo đến 25 dòng thì nó hơi dài rồi đấy. Đấy, tuy nhiên nếu như các bạn viết một trang mà bài nghị luận, cái đoạn văn nghị luận xã hội đấy của các bạn ấy, nó hay, nó thuyết phục, nó làm cho người ta có cảm hứng, nó làm cho người ta thấy rõ ràng cái quan điểm của bạn và nó cho thấy sự sáng tạo thì người ta vẫn cho điểm. Thế nhá, thì người ta vẫn cho điểm, người ta vẫn không trừ điểm. Nên các bạn yên tâm cái vấn đề đó. Nhưng mà hạn chế viết một trang rơi vào 2 phần 3 trang hoặc là từ 20 đến 25, 20 đến 22 dòng là đẹp rồi. Tuy nhiên đấy cô vẫn mở ngoặc là nếu như quan điểm rõ ràng, nếu như bài viết thuyết phục, nếu như bài viết có sự sáng tạo, nếu như bài viết quan điểm cá nhân quá hay, quá xuất sắc, người ta vẫn cho điểm. Tuy nhiên, hạn chế hơn một trang. Thế nhá, một trang đến hơn một trang thực sự là dài rồi đấy. Đấy, thế nhá. Rồi, và một cái lưu ý ở đây là không được ngẫu nhiên xuống dòng và lùi đầu dòng. Bởi vì một đoạn văn là tính từ chỗ bắt đầu lùi vào đầu dòng và kết thúc là xuống dòng. Vậy nếu như mà bạn chấm xuống dòng và lùi đầu dòng, có nghĩa rằng là bạn đang sai cấu trúc của đoạn văn. Ở đây thì sẽ lưu ý thêm là cô ơi, nếu như trích thơ thì nó có bị cho rằng là mình xuống dòng lùi đầu dòng không? Vậy đây cô cũng nói luôn là nếu như trong bài viết mà bạn trích thơ thì bạn nên cho nó trong một kép và được ngăn cách nhau bởi dấu chéo chéo này này. Đấy, còn nếu như mà cái câu thơ đấy nó có hai câu cần phải xuống dòng, nếu như ở đầu đoạn thì bạn có thể viết câu 1 trong câu 2 xong bạn lùi vào cũng được. Đấy, có nghĩa là bạn viết theo đúng cấu trúc của thơ, hoặc là bạn cho vào kết bài
bạn hai chấm, bạn xuống dòng bạn viết câu thứ nhất, xong rồi bạn xuống dòng bạn viết câu thứ hai, thì nó không phá cách, nó không phá vỡ cái cấu trúc của đoạn văn. Còn nếu như mà bạn trích nó ở giữa thì bạn phải cho nó trong vào kép và viết cái câu đấy liền liền nhau. Thế nhá, còn viết ở đầu viết ở cuối thì bạn có thể viết theo đúng cái cấu trúc của thơ cũng được, không vấn đề gì cả. Dường như là đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào. Cô ơi, vừa nãy cô phân tích cho em thế nào là một đoạn văn và thế nào là một bài văn thu nhỏ thì em đã hiểu được rồi. Em đã biết là em sai ở đâu rồi. Bây giờ em cần phải định hướng cho đúng. Vậy thì bây giờ cô có thể cho em cái cách làm được không? Và trong buổi ngày hôm nay cô sẽ gỡ gỡ rối cho bạn cái vấn đề đó. Đầu tiên đối với đoạn văn nghị luận xã hội thì như sau. Khi các bạn đi thi ấy, các bạn vào phòng thi ấy, thì trước tiên cái tờ giấy đầu tiên người ta phát cho các bạn ấy, đấy là tờ gì? Đấy là tờ nháp. Đúng nào? Đấy là tờ nháp. Đấy, vậy thì khi sau khi phát tờ nháp xong, có tiếng trống để phát đề là người ta sẽ phát đi phát đề cho bạn. Trong quá trình phát đề ấy, thì người ta sẽ yêu cầu các bạn là úp đề thi xuống và không được nhìn. Thực ra thì các bạn vẫn có thể liếc được đề mà. Đấy, khi người ta chuyển đề cho bạn ấy thì có nghĩa rằng là người ta yêu cầu bạn lật đề thi xuống và không được ngửa đề thi lên. Và có nghĩa là các bạn có thể hình thành cho mình cái kỹ năng liếc đề được không? Đấy, có nghĩa là các bạn chỉ cần lật nó lên một cái để xác định xem là ui vào tác phẩm nào rồi. Đấy, bởi vì trong phòng thi của bạn ấy chỉ có hai người giám khảo thôi. Đấy, một người có thể ngồi bên trên, cái lúc phát đề ấy, người ta có thể ngồi bên trên hoặc là người ta hỗ trợ người cái phát đề. Thì trong cái quá trình mà người ta chuyển cái đề đến tay bạn ấy thì bạn có thể liếc được xem là cái nội dung đọc hiểu và cái tác phẩm, cái đoạn trích mà người ta đưa cho bạn là nó thuộc cái chỗ nào. Thì sau khi là liếc được là đề như thế nào rồi thì các bạn ví dụ như là liếc được cái đề vào sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống thì lúc đấy người ta chưa cho bạn lật đề đâu, và lúc đấy người ta chưa cho bạn viết bất kể một cái gì đâu. Sau khi người ta phát xong thì người ta lên được một tí, người ta lên được khoảng tầm 30 giây thì lúc đấy bạn sẽ viết được. Lúc đấy bạn sẽ viết được vào giấy. Thì trong cái quá trình mà người ta bạn đã liếc được đề rồi ấy, có nghĩa là trong đầu bạn đã xử lý cái đề đấy rồi, thì bạn hãy hình dung xem là các ý mà các bạn sẽ viết cho cái đề này là gì. Sau khi được phép viết vào giấy thi rồi thì bạn viết cho cô những cái ý mà các bạn sẽ viết. Ý 1 là gì, ý 2 là gì, ý 3 là gì, ý 4 là gì. Hiểu chưa nhỉ? Đấy. Vậy thì cái bước đầu tiên ấy mà các bạn cần phải làm, sau khi bạn xem được đề rồi, bạn liếc được đề rồi, bạn đọc được đề rồi, thì bạn cần phải xác định đúng giúp cô là cái khía cạnh mà đề yêu cầu viết là cái gì. Đấy, cái khía cạnh cần viết cho cái vấn đề đó là gì. Cái khía cạnh là cái chỗ mà cô xác định cho bạn như ở bên trên đó. Xong rồi chúng ta sẽ sang đến cái bước thứ hai là các bạn định hình xem các ý chính mà các bạn sẽ triển khai là gì. Nghĩa là các bạn sẽ gạch các ý chính mà bạn sẽ triển khai là gì. Đấy, xong cái bước thứ ba, sau khi bạn gạch được ý chính xong rồi, bạn sẽ hình dung xem là bạn sẽ huy động kiến thức gì, bạn sẽ huy động dẫn chứng gì và bạn sẽ hình thành cái cách triển khai nội dung nó như thế nào. Sau đó bước thứ tư là bạn sẽ tiến hành viết bài. Bước thứ năm là các bạn đọc và soát lại. Thế nhá. Vậy chú ý này, nhớ lại các bước này. Bước đầu tiên là phải xác định đúng được khía cạnh của vấn đề. Bởi vì đoạn trích, một đoạn văn 200 chữ là chỉ viết về một khía cạnh, một ý nhỏ, một bình diện của vấn đề. Nên bạn phải xác định đúng cái khía cạnh mà bạn đang triển khai nó là gì. Sau đó bước thứ hai là bạn sẽ gạch ý chính, các ý mà bạn sẽ triển khai, các ý mà bạn sẽ làm ở trong cái đoạn trích của các bạn. Xong đến bước thứ ba là các bạn sẽ huy động kiến thức gì. Đấy, sau khi đã có ý chính rồi thì bạn sẽ hình dung, bạn sẽ ngồi bạn nghĩ xem là ôi đối với các ý chính này thì mình sẽ huy động kiến thức gì này, mình sẽ huy động cái dẫn chứng gì này, mình sẽ huy động cái cách triển khai cái đoạn trích như thế nào. Cái cách triển khai này lát nữa cô sẽ nói. Thế nhá, lát nữa cô sẽ nói về các bạn cái cách triển khai, các ý mà bạn sẽ huy động để triển khai cho vấn đề, cho cái ý chính mà bạn đã gạch ra. Bước thứ tư là bạn sẽ tiến hành viết bài. Và bước thứ năm là bạn phải đọc, nhất định phải đọc lại soát lỗi. Bởi vì sao? Đúng chính tả 0,25 điểm, mà bạn sai chính tả trong đoạn trích đấy coi như bạn đã mất 0,25 điểm rồi. Các bạn nhớ điều đấy nhá. Các bạn nhớ điều đấy. Nào, Lưu Thảo Vi có mua sách không đấy? Đấy. Rồi, thế nhá. Đấy là các bước của bạn sẽ tiến hành viết một đoạn văn nghị luận xã hội.
Bây giờ cô sẽ gợi ý các bạn cách viết. Hôm nay sẽ là một cách viết và ngày mai sẽ là một cách viết. Và ngày kia, ngày mai là một cách viết và vận dụng nó luôn. Và ngày kia cũng sẽ là một cách viết. Cô sẽ hướng dẫn các bạn các cách để các bạn viết. Làm sao để cho nó vẫn đủ ý mà người ta cần. Bởi vì như này này, bởi vì cái cấu trúc một bài văn thu nhỏ ấy, nó đã ăn mòn trong cái định hình của rất nhiều giáo viên. Cô nói lại một lần nữa, đó chính là gì? Đó chính là cái cấu trúc của một bài văn thu nhỏ ấy, nó đã được định hình và đi sâu vào cái tâm trí của rất nhiều giáo viên. Đấy, bây giờ để mà xóa bỏ đi được cái đấy thì thực sự phải có một cái công văn rõ ràng của Bộ Giáo dục thì các thầy cô ấy mới xóa đi được cái đó thôi. Nhưng tuy nhiên bên cạnh đó cũng vẫn rất nhiều giáo viên họ rõ ràng, họ hiểu sâu về một đoạn văn. Thì khi các bạn về cấu trúc đoạn văn thì họ sẽ rất là hoan nghênh cái sự tìm hiểu và hiểu đúng cấu trúc của đoạn văn như các bạn. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn rất nhiều giáo viên định hình sẵn là khi bạn viết đoạn văn nghị luận xã hội nó phải đầy đủ các phần: ôi, giải thích, bàn luận, chứng minh, phản đề và bài học nhận thức. Và cô thấy được rằng là rất nhiều các fanpage và rất nhiều giáo viên dạy, rất nhiều đơn vị dạy on vẫn dạy các bạn theo cấu trúc của đoạn văn. Và bây giờ họ đã thay đổi rồi. Đến năm nay là họ đã bắt đầu thay đổi. Có nghĩa rằng là gì? Họ đã nhận thức được thế nào là một bài văn thu nhỏ và thế nào là một đoạn văn. Và bây giờ họ đã dần dần không viết theo cái cấu trúc đấy nữa rồi. Đấy, còn đơn vị nào thì tự các bạn sẽ nhận thức được điều đấy. Thế nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái đề cụ thể. Đó chính là sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Đấy, ở đây không có đá xoáy ai hay như nào đâu nhá. Cô chỉ nhắc cho bạn rõ thôi, không các bạn lại hiểu sai vấn đề ở đây. Là cô đang cà khịa ai thì chắc là chết luôn. Đấy, ở đây cô không có cà khịa ai cả. Mà cô chỉ muốn bạn gọi là nhìn nhận rõ vấn đề thôi. Thế nhá. Thế nhá, bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái đề cụ thể. Đấy, như sau. Đối với mở đoạn thì như sau, mở đoạn là cô sẽ dạy ba cái buổi này đều là mở đoạn cô nói luôn trong buổi livestream ngày hôm nay. Còn hôm nay sẽ là một cách viết và ngày mai sẽ là một cách viết. Thế nên là các bạn hãy chú ý. Mở đoạn ấy thì có nghĩa rằng là các bạn thường hay dẫn dắt bằng một câu nói liên quan đến vấn đề nghị luận, đúng không? Nghĩa là liên quan đến cái yêu cầu của đề ấy. Đúng nào? Ví dụ như là sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống thì bạn sẽ dẫn dắt bằng một câu nói liên quan đến sự trân trọng cuộc sống, xong bạn suy ra câu nói ấy đã gợi nhắc cho chúng ta đến sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Đúng không nào? Ví dụ như này. Ví dụ là các bạn hay mở bằng một cái câu nói xong rồi dẫn dắt đến cái vấn đề cần viết, đúng không? Dẫn dắt đến cái yêu cầu của đề, đúng không? Cô ơi, kéo màn hình xuống đi. Ok, sorry các bạn. Đấy. Nào, đúng nào. Bây giờ các bạn chú ý này. Đó chính là bình thường các bạn hay viết như này này. Bình thường các bạn hay viết đó chính là ai đó đã từng nói, hoặc là ông này, hoặc là một người cụ thể đã từng nói. Đấy, bạn đừng mai một cho những gì phải làm, bởi ngày mai một đó rất xa và có thể sẽ không đến nữa. Câu nói ấy như một thông điệp gửi đến chúng ta về sự cần thiết và trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Bình thường các bạn hay viết như thế đúng không? Đấy, các bạn hay mở đoạn như thế đúng không? Đấy, các bạn hay mở đoạn theo kiểu là một câu nói, hoặc là ai đó, cái người mà nói cái câu nói đấy, xong rồi nói, viết cái câu đấy ra, xong rồi các bạn dẫn dắt đến yêu cầu của đề. Ví dụ như này, ai đó đã từng nói, bạn đừng để mai một cho những gì phải làm, bạn đừng mai mốt cho những gì phải làm, bởi ngày mai mốt đó rất xa và có thể sẽ không đến nữa. Bởi đó là một thông điệp nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết trong về sự trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Bình thường là các bạn hay viết như thế đúng không? Đấy, hay viết không? Còn những bạn mà lan man dài dòng thì cô không nói ở đây. Mở đoạn ấy là các bạn cần phải ngắn gọn xúc tích và đi thẳng vào vấn đề. Đấy là cái mà các bạn vẫn được học. Tuy nhiên sẽ có rất nhiều cách mở đoạn nữa mà nó thuyết phục hơn, nó hay hơn, nó thể hiện được cái sự sáng tạo trong tư duy của bạn hơn.
Tuy nhiên ở đây cô nói về cái cách chung mà các bạn hay làm. Đó chính là các bạn hay dẫn dắt bằng một câu nói, xong rồi đến vấn đề. Còn mở ngoặc những bạn lan man ở đây thì cô chưa nói. Thế nhá, không nói với những bạn lan man ở đây. Đấy, nhưng ở đây cô khuyên các bạn một câu như thế này này. Các bạn nhìn vào cái mở của cô. Đây chính là cái mở quen thuộc các bạn hay làm. Là bạn dẫn dắt một câu nói xong rồi đến vấn đề nghị luận. Tuy nhiên các bạn đọc lại cái mở đoạn của cô này. Không phải ngẫu nhiên mà cuốn sách Hãy sống một đời đáng sống lại lấy tiêu đề rằng bạn đừng để mai mốt cho những gì phải làm, bởi ngày mai mốt đó rất xa và có thể sẽ không đến nữa. Đó là một bức thông điệp gửi đến chúng ta về sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Đấy, nghĩa là thế các bạn có thấy được gì là cũng là một cái cách mở, bắt đầu bằng một câu nói và dẫn đến vấn đề. Nhưng cái cách viết của cô nó khác gì với cách viết của bạn? Nó có cái sự thuyết phục hơn không? Nó có cái văn phong hơn không? Ấy, nó có cái sự mềm mại hơn không? Thì bạn thử trả lời nào. Đấy, đó là một bức thông điệp nhá. Thử thử nhận xét cái cách mở này xem như thế nào nào. Rồi cô sẽ nói cho bạn biết cái cách mở này nó khác gì với cách mở của bạn. Bình thường các bạn hay nói ví dụ như là Adiwell từng nói, bạn đừng để mai mốt cho những gì phải làm, bởi những ngày mai mốt đó ấy sẽ rất xa và không thể đến nữa. Đấy, điều đó gợi nhắc chúng ta về sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Đấy, trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Thế bây giờ cô cũng là một câu nói dẫn dắt đến vấn đề, nhưng cái cách viết của cô ấy nó có cho bạn cái cách, nó cho bạn cái sự thuyết phục hơn không này, nó cho thấy cái sự mềm mại hơn không này, đấy, nó cho thấy cái văn phong hơn không này. Đấy, bây giờ thử so sánh đi xem nào. Bây giờ thử so sánh đi xem nào. Em thường đưa thời sự vào hơn. Rồi lát nữa cô sẽ nói cái vấn đề này sau. Thế nhá. Vậy đây các bạn có để ý này, không phải ngẫu nhiên mà cuốn sách này lại lấy tiêu đề rằng. Cái câu này á, nó có cái sự khác biệt là gì hả các bạn? Nó có cái độ nhấn hơn. Độ nhấn ở đây đó chính là gì? Đây không phải là một câu nói vu vơ. Đây không phải là một câu nói bâng cua. Đây không phải là một câu nói cho có. Mà cái câu nói này này, nó đã được lấy tiêu đề cho hẳn một cuốn sách. Vậy một cuốn sách có nghĩa là gì? Một cuốn sách là nó có cái sự nhắn gửi, nó có cái tâm huyết, nó có cái sự trải nghiệm của tác giả. Đấy, vậy khi mà các bạn đấy, đúng không? Đúng không? Vậy thì khi cái đoạn, cái câu dẫn ấy nó vô cùng quan trọng nhá. Em ghi bằng cái câu dẫn ấy nó vô cùng quan trọng. Cái câu dẫn là nó vừa thể hiện văn phong và nó vừa là cái điểm nhấn cho cái câu nói của bạn. Cái câu nói của bạn, nếu như bạn là ai đó đã từng nói, thế ai đó là ai? Ai đó là ông ăn xin cũng được à? Ai đó là bà ăn mày cũng được à? Ai đó là người người một cái người nào đấy không có cái sự nghiệp đỉnh cao, không có một cái sự trải nghiệm gì, không có một cái sự vang danh gì, không có một cái sự tích cực gì cho cộng đồng, đi nói một cái câu ai đó đã từng nói thế này thế này thế này, thì cái câu của bạn thứ nhất là cái câu của bạn trích ấy nó có thông điệp thì là ok fine rồi, nhưng cái người nói cái câu đấy nó phải có sức ảnh hưởng, bởi vì đây là nghị luận xã hội mà. Đấy, thì thứ nhất là các bạn cần phải có một cái cụ để nhấn cái người nói đấy. Thế nhá, để nhấn cái người nói đấy. Các bạn hiểu không? Em ghi bằng cách viết thư được không? Bằng cách viết thư ấy thì như sau. Viết thư thì khi bạn có sự sáng tạo như vậy thì cái sức viết của bạn và cái lập luận cho bài viết bạn nó phải thực sự thuyết phục thì nó mới làm cho người ta có cảm hứng. Chứ còn nếu như bạn viết một bức thư nó thiên về cảm xúc quá, mà chính bản thân cô, ngày xưa cô đi học cô đã từng làm một cái bài nghị luận xã hội viết dạng bức thư, nhưng viết dạng bức thư ấy nó thiên về cảm xúc quá. Đấy, thực nếu như bạn có sự sáng tạo trong cái cấu trúc viết hoặc là trong cái hình thức viết thì các bạn phải thực sự đột phá, và cái quan điểm bạn phải thực sự hay rõ ràng, và cái cách viết bạn phải thực sự thuyết phục, thì cái điều đấy nó mới cộng hưởng lại làm nên cái sự khác biệt cho bài viết của bạn, không thì coi như tạch đấy. Chế câu dẫn cũng được không?
Chế thì thực sự là cái câu đấy của bạn nó phải thực sự có ý nghĩa, có sự thuyết phục và có một cái thông điệp gửi, chứ không phải chế lung tung ở đây được đâu. Thế nhá. Xong chưa nhỉ? Đấy, vậy bây giờ ở đây cô sẽ hướng dẫn bạn một cái cách như này. Đấy. Xong chưa các bạn? Xong chưa các bạn? Vậy đầu tiên ở đây, nếu như các bạn làm theo cách là trích một câu nói xong rồi đến vấn đề, thì bạn cần phải cho người ta có một cái cụm từ để nhấn mạnh cái người nói và nhấn mạnh cái thông điệp của các bạn. Ví dụ như trong cái mở đoạn này này, cô đã nói không phải ngẫu nhiên mà cuốn sách Sống một đời đáng sống lại lấy tiêu đề rằng bạn đừng để mai mốt cho những gì phải làm, bởi những mai mốt đó rất xa và không đến nữa và có thể không đến nữa. Đó là một bức thông điệp gửi đến chúng ta về sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Có nghĩa là cô đã lấy một cái cụm chữ đỏ đỏ kia của cô này, nó đã nhấn mạnh cái thông điệp này rồi. Còn cái nội dung thông điệp thì không nói làm gì. Nội dung thông điệp nó phải liên quan đến cái vấn đề mà bạn sẽ viết, đến cái nội dung mà các bạn sẽ viết. Đấy. Cái điều đầu tiên là cái thông điệp, cái câu nói nó phải liên quan đến cái vấn đề các bạn viết. Thì cái điều đấy là cái điều bất di bất dịch rồi. Nhưng mình cần phải có một cái mẹo đây, là mình nên cho một cái cụm dẫn để nhấn mạnh cái câu nói mà mình sẽ dẫn. Hiểu không? Đấy. Thế là đầu tiên nhá. Đấy. Đầu tiên là các bạn cần phải chú ý cái điều đấy. Đấy, đầu tiên các bạn cần phải chú ý cái điều đấy nha. Chú ý cái điều đấy. Đây à, là phải có một cái cụm dẫn vào để nhấn cái câu nói mà mình sẽ viết. Đấy, còn câu nói đấy là nó phải liên quan đến cái nội dung viết rồi. Rồi, bây giờ đến cái vấn đề thứ hai. Sẽ có nhiều cái cách mở đoạn khác nữa mà các bạn có thể triển khai như sau. Đó chính là các bạn có thể lấy một hiện tượng thời sự nhá. Các bạn sẽ lấy một cái hiện tượng thời sự, bởi vì cô nói ngay từ đầu rồi, nghị luận xã hội là bày tỏ quan điểm của mình về một vấn đề của xã hội. Mà đã là xã hội ấy thì luôn luôn thay đổi, luôn luôn đưa cho chúng ta những cái tấm gương, những cái sự việc, những cái vấn đề mà nó nóng bỏng. Đấy. Vậy thì thay vì cái cách mà bạn sẽ mở đoạn bằng một câu nói, bạn dẫn đến vấn đề, thì bạn hãy lấy một hiện tượng thời sự. Ví dụ như là hiện tượng thời sự và nóng bỏng bây giờ là dịch bệnh Covid chẳng hạn. Đấy, thì các bạn có thể viết như sau. Đấy. Đấy, thì các bạn có thể viết như sau, đó chính là giữa tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, số ca mắc bệnh và số người tử vong ngày càng tăng cao, ngày càng tăng nhiều ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Điều đó đã cảnh tỉnh chúng ta về sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Đấy, xong chưa các bạn? Đấy chưa? Nó vừa mang tính thời sự và nó vừa cập nhật luôn. Đấy như nào? Hoặc là bây giờ người ta nói là trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự phát triển của đất nước chẳng hạn. Đấy, hoặc là trách nhiệm của tuổi trẻ trước tình hình dịch bệnh Covid chẳng hạn. Hoặc là có một cái đề đó chính là điều cần làm của giới trẻ trước tình hình dịch bệnh Covid chẳng hạn. Thì bạn sẽ lấy luôn. Đấy, hoặc là bạn sẽ lấy một cái hiện tượng thời sự. Đấy, để cho rất là nhiều người quan tâm và nó nóng bỏng. Đó thì bạn có thể viết như sau. Đó chính là gì? Giữa tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, số ca mắc bệnh và số người tử vong ngày càng tăng cao, hoặc là ngày càng tăng, đấy, ngày càng nhiều ở Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung. Điều đó đã cho chúng ta nhận thức về sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Đấy, bởi vì dịch bệnh Covid đến, chúng ta đứng ở trong cái giường bệnh, chúng ta đứng trước cái tình hình thế giới và số người chết quá nhiều. Chúng ta nhận ra rằng là ui, từ trước đến giờ mình đã quá là xem nhẹ cái sự sống của mình đã là quá lơ là cái việc sống của mình. Đấy. Vậy thì bây giờ mình phải làm thế nào? Đấy, mình cần phải trân trọng cuộc sống hơn. Mình phải ý nghĩa về nó, mình phải nhận ra được cái sự cần thiết của nó. Đấy. Thế nhá. Đấy là cái đầu tiên mà các bạn cần phải chú ý. Cái đầu tiên mà các bạn có thể thay đổi trong cái cách mở đoạn của các bạn, đó chính là bạn đưa một cái hiện tượng thời sự, một cái vấn đề nóng bỏng đấy của xã hội đang được quan tâm,
thế nhá. Hoặc là các bạn có thể đưa một cái vấn nạn nhức nhối chẳng hạn. Đấy, ví dụ như này. Sau khi mà xem theo cái thống kê của Bộ Y tế về số người tử vong về tai nạn giao thông chẳng hạn, hoặc là số người tử vong chẳng hạn, nó tăng gấp 3 lần năm 2021 chỉ 6 tháng đầu năm thôi, thì cho chúng ta một giật mình nhận ra là ôi, giữa sự sống và cái chết nó mong manh quá. Đấy, nên là bây giờ mình cần phải trân trọng cuộc sống hơn. Thì bạn có thể viết như sau này. Đấy, các bạn có thể viết như sau này. Theo thống kê từ Bộ Y tế, 6 tháng đầu năm 2021, số người tử vong cao gấp 3 lần so với năm 2020. Điều đó làm con người giật mình và nhận ra sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Đấy, đấy, xong chưa các bạn? Xong chưa các bạn? Các bạn hiểu cái vấn đề chỗ này chưa? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là để bài viết của các bạn nó có tính thời sự và nó mang xu hướng xã hội một chút, thì các bạn nên lấy những cái vấn đề nhức nhối, hoặc là một hiện tượng thời sự, hoặc là một cái vấn đề mà nó nóng bỏng trong xã hội để các bạn đưa vào. Tuy nhiên những cái vấn đề nóng bỏng đấy, cái vấn đề nhức nhối đấy, nó không phải là những cái vấn đề xàm le. Ví dụ như là bài hát mới ra của Đen Vâu có một cái câu đó chính là gì? Đấy, chọn chính là có một cái câu đó chính là gì nhỉ? Đợi một tí, đợi cô một chút để cô xem lại đó. Đó chính là niềm cô đơn của những người trưởng thành là khi muốn trốn nhưng không ai tìm. Nhiều khi ta cũng muốn được bé lại để đi trốn, để có người, để được có người đi tìm. Điều đó cho chúng ta nhận ra rằng cần phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Nghị luận xã hội thì hạn chế và không nên đưa những cái câu nói, đưa những cái bài hát mà nó liên quan đến kiểu như là showbiz một tí nhá. Đấy, đừng nên lấy, nếu như mà cái bài hát mà các bạn muốn lấy ấy, nó phải thực sự là bất hủ, nó phải thực sự được người nhiều người ủng hộ và không có một cái gì gọi là chê pha nó thì may ra được nhá. Đấy, thế bây giờ đi nói ui giời ơi, cái vấn đề nhức nhối hả cô, cái vấn đề gọi là được nhiều người quan tâm hả cô, mang tính thời sự và được nhiều người biết đến trong những ngày này, ôi em lấy bài hát của chú Đen Vâu có một cái câu mà người ta được nói đi nói lại rất nhiều, đó chính là niềm cô đơn của những người trưởng thành là khi muốn trốn nhưng không ai tìm. Đấy, nhiều khi ta muốn được bé lại để khi đi trốn có người tìm. Điều đó cho chúng ta nhận ra sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày để có được người đi tìm. Đâu. Nghị luận xã hội đây là nó vấn đề, cái vấn đề xã hội cơ, chứ không phải là vấn đề showbiz hay là vấn đề bài hát mới ra rồi nó nóng bỏng thế nào. Không như thế nhá. Đấy, không như thế. Nhớ giúp cô là không như thế. Trời đất ơi, nhớ nhá. Đấy, nó phải vẫn cái thời sự ở đây, cái xã hội đây à, nó phải ảnh hưởng đến phần lớn người nhận thức người ta như thế. Xong chưa? Thế nhá, chết mất thôi. Thế nhá, xong chưa? Đấy, thì bạn có thể viết như thế. Hoặc là có một cái sự việc đó chính là gì? Đó chính là cái bạn sinh viên Nguyễn Văn Nhã đó chính là dũng cảm. Đấy, cứu bạn đuối nước. Đấy như nào? Đấy, mà hy sinh. Đấy, trong cái mấy ngày vừa qua bắt đầu rầm rộ lên á. Đấy như nào? Đấy, đó chính là gì? Đấy là các bạn cũng cần phải chú ý cái điều đó. Thế nhá. Bây giờ chúng ta sẽ lấy tấm gương mà gây ra cái sự gọi là xót thương và làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của rất là nhiều người theo hướng tích cực chẳng hạn. Đó chính là cái sự hy sinh của bạn, cái sự ra đi của bạn nam sinh viên Nguyễn Văn Nhã đã dũng cảm cứu ba người bạn đuối nước chẳng hạn. Đấy, thì các bạn có thể viết như sau. Sự ra đi của nam sinh viên Nguyễn Văn Nhã khi dũng cảm cứu bạn đuối nước là một dấu chấm cảm trong nhận thức của những người ở lại. Đấy, sự ra đi của em đã là một sự cảnh tình cho chúng ta về việc phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Ví dụ thế nhá. Ví dụ thế. Đó. Xong chưa? Đấy, ví dụ thế. Đó có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là khi bạn viết như thế, khi bạn mở như thế, có nghĩa rằng là nó không dập khuôn theo một câu nói. Đấy, mà nó cho người ta thấy được rằng là cái bài viết của bạn ấy nó rất là hiện thực,
nó rất là đời sống và nó rất cập nhật tình hình. Thế nhá. Đấy, đúng chưa các bạn? Đó, thế nhá các bạn. Thế nhá. Đấy, hoặc là các bạn có thể lấy một cái tấm gương khác, đó chính là mỉm cười chiến đấu với căn bệnh ung thư của nữ sinh Đặng Trần Thủy Tiên, trường Đại học Ngoại thương, đã trở thành câu chuyện truyền cảm hứng đến tất cả chúng ta về sự cần thiết và trân trọng cuộc sống trước những hoàn cảnh khó khăn thách thức. Đây, xong chưa nhỉ? Xong chưa các bạn? Xong chưa các bạn? Đó, thế nhá. Vậy các bạn cần phải chú ý nhá. Đấy, mỉm cười chiến đấu với căn bệnh ung thư của nữ sinh Đặng Trần Thủy Tiên, trường Đại học Ngoại thương, đã trở thành câu chuyện truyền cảm hứng đến tất cả chúng ta về sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống trước hoàn cảnh khó khăn thách thức. Đấy, chẳng hạn như đề nó ra một cái đề, đó chính là sự nhận thức của anh chị về sự cần thiết và trân trọng cuộc sống trong những hoàn cảnh khó khăn thách thức. Đấy, thì các bạn sẽ làm được. Thế nha. Mở đoạn như này rồi có cần thêm dẫn chứng không? Không có. Lát nữa cô sẽ giải quyết cho bạn cái dẫn chứng sau. Cái dẫn chứng sau. Thế nhá. Xong chưa? Đấy chính là phải mở đoạn. Có rất nhiều cách mở đoạn chứ không phải dập khuôn ở cái việc là bạn sẽ đưa một câu nói xong rồi bạn dẫn đến vấn đề. Đấy. Xong chưa nhỉ? Xong chưa? Đấy, xong chưa, xong chưa? Mở đoạn như thế này thì cuối có cần dẫn chứng không? Có cần dẫn chứng, xong chưa? Nếu như bí quá, vội quá, không cần dẫn chứng nữa cũng được. Xong chưa nào? Thế nhá. Xong chưa? Xong chưa bạn? Thế là xong cái mở đoạn nhá. Cái mở đoạn các bạn có rất nhiều cách viết mà cô khuyên các bạn là nên nên thời sự một tí, nên cập nhật một tí, nên gọi là nêu những cái vấn đề mà nó nóng bỏng một tí. Đấy, nó làm cho nó phổ biến một tí. Nó gọi là mang tính chất gọi là cái vấn đề mới mới một tí. Bởi vì nghị luận xã hội đó chính là có một cái yếu tố làm nên cái bài viết của bạn có sức thuyết phục hay không ấy, đó chính là yếu tố thời sự. Đấy là các bạn cần phải lưu ý. Lưu ý thế nhá. Đấy, Bùi Ngọc Sơn chàng trai thiểu năng nhưng cố gắng phấn đấu từng ngày. Tấm gương anh đã là một tấm gương truyền cảm hứng đến tất cả mọi người về sự cố gắng, nỗ lực, về sự cần thiết phải nuôi dưỡng ý chí phấn đấu trong con người. Đấy, xong chưa các bạn? Xong chưa các bạn? Thế nhá. Xong chưa? Xong chưa các bạn đã hiểu được thế nào? Các bạn đã thay đổi cho cái mình, trong bản thân mình một chút về mở đoạn chưa? Đấy, cô hy vọng rằng là cô đã cung cấp cho các bạn những cái cách viết mở đoạn để làm sao cho nó hay hơn, nó có thời sự hơn, cái đoạn văn của bạn ấy nó có cái tính nóng hổi hơn. Đấy, thế nhá. Xong chưa bạn? À, xong chưa bạn? Cô ơi, cô em dạy vấn đề như thế này, từ nội dung đoạn trích trên ta thấy yêu cầu của đề có ảnh hưởng. Viết như thế là cái cách viết quá là sơ đẳng. Đấy, cách viết quá là sơ đẳng mà ai ai cũng viết được. Cái cách viết đấy là cái cách phòng cháy trong cái trường hợp mà không nghĩ được gì. Thế nhá. Thế nhá bạn 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 cái gì nhỉ? Bạn bạn Như Bích nhá. Bạn Như Bích nhá. Xong chưa ạ? À? Xong chưa? Bây giờ cô sẽ đến vấn đề tiếp theo, có thể cái bài học nó này nó dài một chút. Nên bạn thông cảm nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần thân. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần thân, đó chính là giải giải thích. Thì thôi, một số bạn nhất nhất quan điểm là không thể bỏ được phần giải thích được thì ok. Đấy, đấy thì ok, cô sẽ vẫn có cho bạn một cái câu về giải thích nhá. Vẫn có cho các bạn một cái câu về giải thích. Nếu như bạn nào mà ôi những cái vấn đề cô nói sao nó mới tinh với em thế, thì bạn hãy xem những chương trình như sau. Chương trình thứ nhất đó chính là người tử tế. Bạn có thể đọc thông tin trên các trang mạng như người tốt việc tốt đấy, 24 giờ rồi người nổ rồi cái gì nhỉ, YouTube rồi VTV24 đấy, hoặc là thời sự để biết thêm được nhiều. Thế nhá. Rồi bây giờ như thế này, bây giờ như thế này tiếp, đó chính là về phần thân đoạn. Phần thân đoạn thì ok, giải thích. Ok, giải thích, nhất định phải là giải thích. Nếu như bạn nào viết tốt rồi thì bạn ấy sẽ khéo léo trong cái việc là truyền tải cái việc giải thích trong vấn đề bàn luận. Tuy nhiên ở đây các bạn bây giờ để vượt ra khỏi ranh giới
của bài văn thu nhỏ và đoạn văn nó đã khó rồi. Thế cái việc là giải thích ấy, các bạn không thể nào các bạn có thể bỏ nó đi được, bạn có thể delete đi được. Thế nên bây giờ đầu sau khi bạn viết cái đấy xong, bạn sẽ có một cái câu giải thích ok la. Đó chính là gì? Trân trọng cuộc sống chính là thái độ tích cực, là nâng niu những gì ta có, là không từ chối, không vội vàng, không hấp tấp trước mọi thứ xung quanh. Ở đây ấy, lúc đầu ấy thì cô đã nói cho các bạn đó chính là gì? Đó chính là đoạn văn thu nhỏ là sẽ có giải thích, có bàn luận, có chứng minh, có phản đề, có bài học, đúng không? Bây giờ làm nào để có thể xóa bỏ được những cái mà nó không cần thiết? Ví dụ như phản đề hoặc là bài học nhận thức. Vì người ta đang yêu cầu các bạn một khía cạnh, có nghĩa là người ta đang yêu cầu các bạn đó chính là sự cần thiết và trân trọng cuộc sống. Vậy các bạn cần phải viết rõ cho người ta cái sự cần thiết là như thế nào. Vậy thì phần phản đề có nghĩa rằng là nó không quan trọng bằng cái việc mà bàn luận. Cái phần bài học nhận thức nó không quan trọng bằng phần giải thích hoặc là phần bàn luận. Vậy thì cái phần đấy chúng ta có thể xê dịch vị trí của nó đi được. Đấy, có nghĩa là chúng ta không nhất thiết là sau khi bàn luận chứng minh là chúng ta sẽ phải phản đề, chúng ta sẽ phải bài học nhận thức. Mà cái phần phản đề ấy, cái phần bài học nhận thức ấy, chúng ta có thể đan ghép vào khi chúng ta viết dẫn chứng hoặc là khi chúng ta bàn luận. Vậy thì ở đây cô sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà trong bài viết của bạn vẫn có phản đề nhưng không rõ ràng phản đề thành một mục riêng để người ta coi là bài viết của bạn là phản đề. Thế nhá. Đấy, vậy thì bây giờ như sau. Phản đề có nghĩa rằng là đi ngược lại cái vấn đề mà người ta yêu cầu. Vấn đề người ta yêu cầu đó chính là sự cần thiết và trân trọng cuộc sống. Vậy có nghĩa rằng là sẽ phải lên án phê phán những người không nâng niu này, không coi trọng này, không có thái độ sống tích cực, đúng không? Vậy thì cô sẽ hướng dẫn các bạn hai ý để các bạn ghép vào trong quá trình bạn bàn luận và bạn viết bài, để làm sao người ta thấy vẫn có ý phản đề nhưng bạn không viết riêng nó thành một mục phản đề để theo cấu trúc của một bài văn thu nhỏ. Vậy các bạn nhìn vào cái phần giải thích giúp cô. Các bạn nhìn vào phần giải thích giúp cô. Đó chính là, à thôi được rồi, cô sẽ để cái live stream này trong vòng 12 tiếng. Đấy, các bạn có thể xem lại. Thế nhá. Rồi. Ờ, em đang luyện viết. Nhóm kín thì không nói làm gì rồi. Nhóm kín là cô dạy những cái gì tinh hoa nhất rồi, nên là đừng có mang nội dung của nhóm kín ra ngoài đây. Thế nhá. Nhóm kín thì cô sẽ phải dạy nó hay hơn, phải dạy cho nó đầy đủ hơn, phải dạy cho nó nâng cao hơn, phải dạy cho nó sáng tạo hơn. Thì nhóm kín không nói làm gì, các ông cứ mang so sánh nhóm kín với nhóm free làm gì. Thế á, mấy ông này kỳ ghê. Nhóm kín thì cứ giữ riêng những cái tinh hoa cho mình. Còn nhóm miễn phí thì vẫn có những cái tinh hoa, nhưng nó khác biệt so với nhóm free. Thế nhá, bây giờ thử này. Bây giờ thử. Vẫn có ý phản đề nhưng không phải là mục phản đề. Đấy, bạn các nhìn giúp cô này. Trong cái quá trình bạn phân tích, cái bạn giải thích ấy, thì bạn vẫn có thể ghép được cái ý phản đề vào đây. Ví dụ khi bạn đi giải thích ấy, bạn giải thích giúp cô thành hai vế. Vế thứ nhất là đúng cái nghĩa mà các bạn hay giải thích. Vế thứ hai là các bạn đi ngược lại cái vấn đề đấy. Ví dụ như này, trân trọng cuộc sống chính là thái độ tích cực, là nâng niu những gì mình đang có, là trân trọng những gì mà tạo hóa ban cho mình, đúng không? Vậy bạn nhìn cho cô cái vế thứ nhất này. Cái vế thứ nhất này là cái vế mà ai cũng giải thích. Đấy, thế nhá. Cái vế không có tiền học nhóm kín thì cái nhóm free này cũng đã ngon lành rồi nhá. Đấy, đấy, không có tiền đăng ký nhóm kín thì cái nhóm này nó vẫn là rất tốt rồi. Đấy, cô khẳng định bạn dạy miễn phí mà như thế này là cô là người rất là nhiệt huyết với việc dạy miễn phí rồi. Nhiều khi nhóm kín nó còn chửi, không phải là chửi mà nó còn ý kiến với cô về việc dạy bên ngoài. Dạy gì mà kỹ thế, dạy gì mà trọng tâm thế, dạy gì mà chi tiết tỉ mỉ thế. Đấy, các bạn yên tâm là trong tất cả những bài dạy miễn phí của cô, nó cũng đã mang cái sự chi tiết và cẩn thận rồi. Nên là các bạn không cần phải lo lắng đâu. Thế nhá. Đây chính là cái vế này. Cái vế mà cô bôi đỏ này, là cái vế mà
rất nhiều bạn giải thích mà nó đúng vấn đề. Tuy nhiên hãy nhìn cho cô cái vế thứ hai là không chối từ, không sống vội vàng, không hấp tấp để với trước mọi thứ xung quanh. Đấy, vậy cái này là cái gì các bạn? Cái này chính là một cái ý phản đề đấy. Cái ý này chính là một cái ý phản đề đấy. Nhưng mình đã khéo léo, mình đẩy nó lên trên đây để cho người ta thấy rằng là mình cũng nhận thức được cái khía cạnh trái ngược của nó. Đấy, xong chưa nhỉ? Đấy, xong chưa các bạn? Xong chưa các bạn? Thế nhá, đây có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là bị bạn đi giải thích, trong cái câu giải thích của bạn ấy, bạn chia giúp cô thành hai vế. Vế thứ nhất là đúng cái nghĩa mà các bạn hay giải thích. Còn cái vế thứ hai là bạn chấm phẩy giúp cô, bạn viết ngược lại cái ý mà bạn giải thích đó. Thì cái ý này chính cũng là một cái ý trong nhận thức về phản đề của bạn rồi. Các bạn có hiểu ý cô đoạn này không? Các bạn có hiểu ý cô đoạn này không? Hiểu không? Thế nhá, đấy. Bạn sẽ giải thích như sau này. Trân trọng cuộc sống chính là thái độ sống tích cực, là nâng niu những gì mình đang có, là không chối từ, không vội vàng, không hấp tấp trước mọi thứ xung quanh. Đấy, có ý phản đề đây này. Cái chữ xanh này chính là ý phản đề đấy. Nhưng mình đã khéo léo cắt nó ra để ghép vào trong cái quá trình mình bàn luận, để cho người ta thấy rằng là ôi, bài viết của tôi có phản đề, có nhận thức chiều hướng trái ngược, nhưng tôi không viết theo cấu trúc của bài văn thu nhỏ. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Thế nhá. Đấy. Vậy hãy nhìn lại cái cấu trúc đoạn văn của bạn và cấu trúc bài văn thu nhỏ. Cô nào mà bảo là bài của cô không có phản đề là cô tranh biện ngay đấy. Có phản đề, nhưng mà em đã khéo léo ghép nó vào trong quá trình em bàn luận. Em có đi ngược lại vấn đề chứ. Em có nhìn nhận vấn đề ở hai khía cạnh, đúng và sai đấy chứ, tích cực và tiêu cực đấy chứ. Nhưng em không viết theo cấu trúc bài văn thu nhỏ. Và những thầy cô mà có kiến thức tốt về đoạn văn, người ta cũng thấy được em lập luận vấn đề, em triển khai vấn đề, em bàn luận vấn đề theo hai chiều hướng, tích cực, tiêu cực, khía cạnh này và khía cạnh kia đấy chứ. Đấy. Còn những thầy cô mà ô con bé này không có phản đề à, cô ấy đọc những cái chỗ như thế này này, cô cũng phải biết được rằng là chỗ nào là phản đề và chỗ nào là không phản chứ. Thế nhá. Đấy. Thừa sợ nhiều thầy cô chấm thêm 3 gen. Những thầy cô nào mà quá là cổ hủ thì thôi, cũng phải chấp nhận thôi. Nói thật với các bạn như thế. Những thầy cô nào mà quá cổ hủ, những thầy cô nào mà ở những cái miền mà không thể có thể xóa được cái nhận thức về một đoạn văn và về một bài văn thu nhỏ thì chịu. Đấy, nhá. Thế nhá, nhiều khi ấy, các bạn nếu như đã đúng ấy, thì bạn không sợ nhá. Các bạn cứ tự tin là như thế thôi. Đấy như nào. Đấy, đấy là cái vấn đề giải thích. Là các bạn cần phải chú ý giúp cô hai vế. Vế thứ nhất là mình định nghĩa đúng cho những gì mà phần lợi, định nghĩa đúng cho cái từ khóa, cái vấn đề đấy. Cái thứ hai mình chấm phẩy một cái, mình cho một cái vế ngược vào, thì nó sẽ đã là nhìn nhận và giải thích vấn đề theo hai khía cạnh khác nhau rồi, hai vấn đề chiều hướng rồi. Đấy là, còn bây giờ chúng ta sẽ đến bàn luận. Bây giờ đến bàn luận thì như thế nào? Bàn luận thì cái phần bước 2 đấy, bước 3 ấy, cô đã nói các bạn, đó chính là các bạn gạch ý. Các bạn gạch ý xem là cái nội dung đấy, sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống, nó có những ý nào. Ý thứ nhất chẳng hạn, đây ý thứ nhất đó chính là giúp con người ý thức được về sự sống hơn. Ok la. Đấy, ý thứ nhất đó chính là gì? Sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống là giúp con người ý thức được sự sống hơn. Ồ đúng rồi, đấy là ý thứ nhất. Bây giờ đến ý thứ hai, đó chính là khi mà chúng ta trân trọng cuộc sống ấy, khi chúng ta nâng niu trân trọng cuộc sống ấy, đấy, chúng ta nhận biết được cái sự cần thiết của nó ấy, thì chúng ta sẽ nâng niu trân trọng những gì mình đang có. Chúng ta không bay về một cái nơi xa vời, chúng ta không ảo tưởng, chúng ta không mơ ước những gì mà mình xa rời thực tại cả. Đấy, ý thứ hai đó chính là gì? Khi mà chúng ta trân trọng cuộc sống ấy, thì chúng ta sẽ nâng niu những gì mà mình đang có, chúng ta sẽ biết ơn những gì mà mình đang có. Đấy, thế nào? Còn cái ý thứ ba đó chính là gì? Ý thứ ba của việc trân trọng cuộc sống đó chính là gì? Đó chính là nó sẽ, khi chúng ta nâng trân trọng cuộc sống ấy, cái điều đấy, nó sẽ nâng niu chúng ta, nó sẽ nâng đỡ chúng ta,
nó sẽ giúp chúng ta vượt qua những biến cố trong cuộc sống, vượt qua những cái ngày tháng tẻ nhạt đó, những cái ngày tháng chán nản buồn đau cuộc sống. Bởi vì cuộc sống đâu phải là màu hồng đâu, đâu phải lúc nào cũng có những ngày nắng đâu. Đấy, mà đi qua những ngày mưa ta mới yêu thêm những ngày nắng. Mà hiện tại chỗ cô đang mưa. Đấy, thế nên là ôi dồi ôi, mọi ngày nó nắng nó đẹp lắm mà mình cần đi tắm nắng. Nhưng mà chính vì mình yêu những ngày nắng nên là mình có động lực để vượt qua những ngày mưa. Ôi ngày mai trời sẽ nắng, thế là không có gì phải buồn cho ngày hôm nay mưa cả. Đấy, vậy khi mà chúng ta trân trọng cuộc sống ấy thì nó sẽ nâng đỡ chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta vượt qua những cái biến cố trong cuộc sống, vượt qua những cái hoàn cảnh khắc nghiệt, qua những cái khó khăn thách thức trong cuộc sống. Đấy, đấy chính là ý thứ ba. Rồi ý thứ tư xem nó như thế nào. Rồi đến ý thứ tư xem như thế nào nào. Đấy, ôi dồi ôi, sáng nay chiến xong cái tiết này, xong rồi tối chiến bọn nhóm lên đề nữa, chắc mai mình lại oặt giọng nói mất thôi. Chết. Xong như nào. Đấy, ý thứ tư đó chính là gì? Đó chính là chúng ta nâng niu trọng, chúng ta trân trọng cuộc sống ấy. Đấy là một cái giá trị nhân văn cao cả, giúp con người hoàn thiện hơn. Bởi khi mà chúng ta chưa biết nâng niu trân trọng cuộc sống ấy, có nghĩa là chúng ta chưa nhận ra được cái giá trị sống của mình. Đấy, chúng ta chưa nhận ra được cái giá trị đích thực của cái cuộc sống này. Đó, phải khi chúng ta biết nâng niu trân trọng cuộc sống, đó chính là chúng ta đã hiểu được, chúng ta đã nhận thức được cái giá trị nhân văn của cái cuộc đời này. Và nó sẽ giúp chúng ta hoàn thiện bản thân. Ok. Thế nhá. Đấy, được chưa nào? Ok. Thế thì sẽ là bốn cái ý này. Tạm thời là có bốn cái ý này. Thế nhá. Đấy, tạm thời là có bốn cái ý này. Để chúng ta viết cái bài văn đó. Để chúng ta viết cái bài văn này. Xong rồi chúng ta sẽ chứng minh. Thực ra thì có một điều mà bạn cần phải chú ý như này. Có một điều mà các bạn cần phải chú ý như này này. Các bạn nhiều khi rất là dập khuôn và máy móc. Cứ phải bàn luận xong rồi mới đến chứng minh cơ. Cứ phải bàn luận xong hết rồi mới gọi là đưa dẫn chứng. Các bạn có thấy làm như thế nó rất là mệt mỏi không? Khi mà các bạn cả một cái khúc như này, nghĩa là bài viết của bạn nó rơi ở khoảng như này, cả khúc giữa này các bạn chỉ đi liệt kê các ý và chỉ đi viết các ý, nó làm cho người ta giống như cái việc là nhồi vịt ấy. Đấy, nghĩa là nó thiên về cái việc bàn luận nhiều quá, thiên về lý thuyết suông quá. Đấy, vậy thì cô sẽ chỉ cho bạn cái cách và bạn đưa dẫn chứng làm sao mà nó không làm cho bài, cái phần bàn luận của bạn nó quá nặng nề về việc truyền tải ý. Thì gì đây, vơ vẩn không phải, dưới đây là không giống nhiều đâu. Đấy nhá, các bạn để ý này, cái cách mà làm cho cái phần bàn luận ấy, cái phần viết các ý này này, cái phần này này, nó không quá nặng về cái việc là truyền tải ý, nêu nội dung, nêu thông điệp, thì có một cách. Đố các bạn biết cách đấy là cách gì? Em vẫn thường hay linh hoạt giữa các luận điểm nhưng không dám bỏ phần nào vì sợ chấm thiếu ý. Đúng rồi, cô có nói là bỏ đâu. Đấy, trong cái khóa học này là cô không bỏ. Bởi vì các bạn chưa, phần lớn các bạn học cái khóa này là gần như chưa tốt trong cách triển khai, nên là cô không dám bỏ cái gì cả. Cô không dám bỏ vào cái gì cả. Vẫn là những cái điều mà các bạn cần viết trong một bài văn thu nhỏ. Tuy nhiên cô sẽ hướng dẫn bạn viết để nó không mang cái dấu ấn của một bài văn thu nhỏ, nó mang dấu ấn của đoạn văn. Thế nhá. Đố các bạn biết giữa cái phần bàn luận và cái chứng minh kìa, cái thông điệp kìa, mình sẽ làm thế nào để cho cái phần bàn luận của mình nó không quá nặng về việc truyền ý. Đấy, bây giờ làm nào. Theo các bạn thì bạn sẽ giải quyết cái bài toán này ra sao? Đấy, thử đi. Các bạn thử nghĩ đi xem nào. Bạn thử nghĩ là
giữa cái phần chứng minh này, cái phần thông điệp và bài học này này. Với cái phần bàn luận kìa. Cái phần bàn luận nếu như mà mình triển khai một phát bốn ý thì nó lại nhiều quá. Nó lại nặng nề và nó thiên về cái việc là hô hào quá. Đấy. Vậy thì như nào? Vậy thì như nào? Đấy. Vậy thì nên linh hoạt trong việc viết dẫn chứng và bài học. Nó chính là mình đan cài vào các ý. Mình viết ý một xong, mình đến ý thứ hai, xong mình chứng minh luôn. Xong rồi mình đến ý thứ ba, mình đến ý thứ tư, xong rồi mình nêu bài học. Như vậy thì cái đoạn văn nghị luận xã hội của mình ấy, nó không dập khuôn, nó không nặng trong việc truyền tải nội dung, mà vẫn đầy đủ các ý, vẫn đầy đủ các phần. Nó cho thấy được cái sự linh động trong cái cách viết của mình. Nó cho thấy được là cái sự linh động, cái sự linh hoạt trong cái vấn đề triển khai của người viết. Vẫn rõ ràng các ý, vẫn đầy đủ bốn ý, nhưng khéo léo trong cách đan cài. Đấy, thế nhá. Đúng rồi, có nghĩa là mình xen kẽ các ý với nhau. Thế nhá, đúng rồi. Mình vừa bàn luận, vừa đưa dẫn chứng. Nhưng chỉ một thôi. Nhưng chỉ một thôi. Một hoặc là hai dẫn chứng thôi. Chứ đừng có cho một. Cô bảo là, đấy, chỗ này cần phải chú ý nhá. Chỗ này cần phải chú ý. Ô, cô Dương bảo là một ý xong rồi chứng minh. Ý xong rồi chứng minh. Ý một xong ông mới chứng minh. Ý hai xong chứng minh. Ý ba xong chứng minh. Ý bốn xong chứng minh. No. Cô bảo là bài viết ấy, nó có thể một dẫn chứng phân tích sâu hoặc là hai dẫn chứng nhắc đến yêu cầu của đề. Đấy, thế nhỉ? Thế nên là ấy, đan cài, nếu như bạn đưa dẫn chứng vào cái ý một kia thì ý hai thôi. Đấy, nếu như bạn đưa dẫn chứng vào ý thứ ba thì ý một, ý hai, ý bốn thôi. Chứ không cô Dương bảo là ý viết ý xong rồi chứng minh, viết ý xong rồi chứng minh. Thế là ý một xong ông ấy chứng minh, ý hai xong ông ấy chứng minh, ý ba xong ông ấy chứng minh. Đấy, thế thì no 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 no. No, nghĩa là em có thể đan cài vào một cái dẫn chứng trong cái quá trình bàn luận. Đấy, em đan cài vào. Còn trong cái viết phần bàn luận ấy, cô sẽ đan được rất nhiều cái kỹ thuật khác để có thể làm cho bài viết của các bạn sâu. Tuy nhiên, trong buổi học ngày hôm nay, cô chỉ có thể xóa bỏ được cho các bạn cái định kiến về thế nào là một bài văn thu nhỏ và thế nào là một đoạn trích và cấu trúc của đoạn trích thôi. Còn buổi ngày mai, cô sẽ hướng dẫn các bạn nâng cao hơn trong cái việc bàn luận. Thế nhá, bàn luận thế nào để cho nó thuyết phục hơn, bàn luận như nào để nó hay hơn, để nó cho thấy được quan điểm và sự mới mẻ của người viết hơn. Thế nó vào buổi 2 và buổi 3. Còn buổi hôm nay cô chỉ có thể xóa bỏ cho bạn cái suy nghĩ về đoạn văn và bài văn thu nhỏ được thôi, và cái cấu trúc của bài viết là mình sẽ có những cái gì thôi. Thế nhá. Thế nhá. Ở tiện đây thì cô cũng nói luôn cho bạn. Ở đây có một cái bài văn tham khảo cho bạn mà cô lấy ở trong cái sách luyện đề. Thế bạn có thể tham khảo nhá. Đấy, ở đây có một cái đoạn văn về sự trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Đấy, cô rút ra từ cái cuốn sách xanh, cái cuốn sách blue ấy. Cái cuốn sách xanh ấy. Đấy, thì viết như sau này, các bạn có thể tham khảo nhá. Như sau này. Trong lời tựa đề cho cuốn sách Hãy sống một đời đáng sống có viết: Hãy sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của bạn. Tha thứ là yêu thương vô điều kiện. Bạn đừng bao giờ ngưng mỉm cười vì cuộc sống thật rất ngắn ngủi. Câu nói ấy đã nói lên sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày trong nhận thức của con người. Bởi cuộc đời này là đường một chiều, đã đi qua nghĩa là không còn quay trở lại. Nếu ta không níu giữ những gì đã qua, hoặc nếu vô tình hay cố ý phớt lờ nó, vậy nên không có cách nào khác ngoài việc phải sống trọn vẹn từng giây từng phút. Trân trọng cuộc sống là sự nâng niu những khoảnh khắc ở hiện tại, là sống không vội vàng, không hấp tấp, là như thiếu úy Đặng Thị Huyền Trâm cố kéo dài sự sống của mình để được nhìn bé gấu khôn lớn từng ngày dù đã cận kề cái chết. Biết trân trọng cuộc sống sẽ giúp chúng ta lưu giữ những gì mình đang có,
thêm yêu giá trị đích thực mà mình tạo ra. Khi đó, ta sẽ vững vàng hướng tới tương lai và nhân bản nhiều điều tốt đẹp hơn. Trân trọng cuộc sống giúp chúng ta biết nấc thang nào là nấc thang cần củng cố, như bản thân ta cần hoàn thiện điều gì để trở thành bông hoa hướng dương. Cuộc sống có vô vàn những khó khăn thách thức. Chúng ta không thể biết trước được khi nào con thuyền vươn ra biển lớn của mình sẽ gặp sóng gió nếu không trân trọng từng giây phút trên hành trình ra khơi. Đấy, đó là lúc ta biết mình đang tích lũy được những bài học quý giá, là mình đã làm được điều mình khao khát. Trong khi đó, có những người đang cố gắng từng giây từng phút để níu giữ sự sống, như người mẹ già 92 tuổi vẫn hai buổi sáng chiều ra chợ bán rau, chắt chiu từng đồng để nuôi hai người con bại liệt ở Kiên Giang. Thì có những thanh niên đang đắm mình trong những cuộc vui, sẵn sàng kéo ga lên đến 100 km một giờ để thỏa mãn cái sự hiếu kỳ của mình mà không màng đến nguy hiểm. Liệu có bao giờ những chàng trai 18 tuổi ấy nghĩ đến nỗi vất vả của cha mẹ đang phải gồng gánh nuôi con không? Câu nói ấy để lưu lại trong nhận thức của chúng ta khi còn sống trên cuộc đời này. Hãy nhớ rằng, được sống thôi đã là một món quà. Hãy là món quà nhận được sự háo hức chờ đợi, chứ đừng là món quà mà không ai muốn nhận. Đấy, thế nhá. Thế nhá. Đấy, úi dồi ôi. Xong chưa? Thế nhá. Đấy, nói chung là cô không hứa là sẽ giúp các bạn viết được hay như thế này, nhưng cô hứa là chỉ sau 3 buổi thôi, cô sẽ hướng dẫn các bạn cái cách lập luận để viết được một đoạn văn như thế này. Thế nhá. Thế nhá. Đấy, cô không hứa là trong vòng 3 buổi ngắn ngủi cô sẽ thể giúp bạn viết hay được như thế này, truyền tải được nhiều, truyền tải được cái quan điểm. Đấy, có được cái sự viết như thế này, bởi vì 2 buổi thì thực sự là quá là ngắn. À, 3 buổi thực sự là quá là ngắn để có thể giúp bạn viết được một bài viết như này. Nhưng cô khẳng định với các bạn, sau 3 buổi cô sẽ hình thành được cho bạn cái tư duy để lập luận được một đoạn văn nghị luận xã hội như thế này. Thế nhá. Đấy, có thừa dung lượng không? Có nghĩa là có thể cắt được 1-2 chỗ đi. Đấy, cắt được ngắn khoảng tầm 2 dòng nữa thì tuyệt vời. Đấy, thế nhá. Các bạn có thể cắt khoảng tầm 2 dòng đi nữa. Đây, các bạn cắt đi đến đây nữa thì ngon lành cành me. Đấy, đấy, cắt đi được như thế này. Cắt ngắn được như thế này thì ngon lành cành me. Tuy nhiên cô cũng sẽ cắt. Nếu như cô đi thi thì cô sẽ cắt để ngắn lại được. Nhưng mà đây là một bài viết cho bạn tham khảo nên cô sẽ không cắt. Đấy, miễn làm sao nó đủ nội dung này được. Thực ra khi bạn viết một đoạn văn như thế này vào ấy, nó thuyết phục như thế này, nó thời sự như thế này, nó rõ ràng quan điểm người viết như thế này, thì cô khẳng định là nó hơi dài, nó rơi vào khoảng tầm một trang, gần một trang giấy thi, rơi vào khoảng tầm 33 dòng trang giấy thi. Giấy thi bạn 37 dòng, cái bài nó sẽ rơi vào khoảng tầm 32 dòng. Đấy, tuy nhiên thì người ta cũng sẽ không trừ điểm các bạn đâu nếu như các bạn viết được tốt như thế này, các bạn lập luận rõ được như thế này, các bạn mang lại cái sự thu hút cho người ta như thế này, thì cô khẳng định là người ta không trừ điểm bạn đâu, người ta vẫn cho bạn số điểm cao đấy. Tuy nhiên thì viết được như thế này thì cũng cần phải gọi là viết được như thế này thì cũng cần gọi là kiến thức một chút đấy. Nhá, cô đã nói rồi, nếu như cắt đi được khoảng tầm 4 dòng thì bài viết này thực sự ngon. Ngon cả về nội dung lẫn hình thức luôn. Được chưa? Nhá. Nếu như mà cắt đi, đấy, nếu như mà cắt đi khoảng tầm 4 dòng thì bài này ngon cả về nội dung lẫn hình thức. Đấy. Tuy nhiên thì cô đã nói là nếu như khi đi thi thì cô sẽ cắt, nhưng mà viết tham khảo bạn thì cô không cắt. Thế nhá. Thôi, Buổi học ngày hôm nay thì gọi là dừng ở đây thôi. Cô sau cái buổi ngày hôm nay chắc là cô oặt luôn đấy. Tối nay mà không dạy được cái bọn nhóm luyện đề chắc là nó mang cô ra gọi là tùng xẻo mất. Thế nhá. Thôi rồi, buổi trưa nay nếu như mà nó không quá là đau họng thì cô sẽ dạy các bạn tiếp cái cuốn sách luyện đề. Bởi vì trưa nay là lịch của cuốn luyện đề. Thế nhá. Thôi, buổi học ngày nay chúng ta dừng lại tại đây. Hy vọng là hai buổi tiếp theo thì
thì sẽ bài văn thu nhỏ theo hướng không giả chân là như nào? Là như nào? Bài văn thu nhỏ theo hướng không giả chân nghĩa là như nào? Khó hiểu nhỉ, các bạn khó hiểu nhỉ? Cô ơi cô gửi sách đi cô, gửi rồi đấy. À đặng danh tự danh tường là cô gửi rồi sao ấy? Thế nhá. Thôi rồi rồi. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ à chứ nhầm. À, buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại đây. Đấy, buổi trưa nay cô còn lịch nhóm sách Blue và buổi tối nay còn nhóm luyện đề nữa. Nhóm luyện đề tối nay là thực sự là nó rất là khủng khiếp bởi nó sẽ kéo dài đến 4 tiếng cơ. Nên là xin phép sẽ dừng lại tại đây. Cô cảm ơn tất cả các bạn đã đẩy cái livestream này rất là nhiều mắt xem. Và thực sự các bạn có thấy rằng là khi các bạn nhiều mắt xem ấy, cô dạy rất là hăng. Dù dù sau kết thúc khóa học cô rất là đau họng. Nếu bạn thấy là cô rất hăng trong quá trình giảng và giảng nó sẽ có cái sự hay hơn. Vậy là sao các bạn nhớ ủng hộ cô trong những buổi livestream nhé. Mắt nó xem đến mấy nghìn mắt để cho nó cô có động lực nhá. Rồi cảm ơn tất cả các em và hẹn gặp lại các em trong các tiết học tiếp theo. Hy vọng là đã có cho các em một tiết học bổ ích. À, bye bye.